Chào các bạn, mình có mặt tại Vita Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì trên bàn mình có là hai cái chiếc micro có dây. Thì đây là hai chiếc micro mình cũng từng có những cái video để giới thiệu cho các bạn về cái việc khác thử cái chất lượng của hai cái micro này. Thì bên tay phải mình đó là chiếc micro Sennheiser E838-27-SC đó. Và bên tay trái mình đó là chiếc micro có dây AAD với mạng sản phẩm là SR-10 đó. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành so sánh hai cái dòng micro có dây này, mục đích để giúp bạn có thêm cái nhìn tổng quan hơn về hai cái chiếc micro này, cũng như là có một sự so sánh chọn lựa khi mà có nhu cầu mua sắm cho mình một cái chiếc micro có dây với giá vừa phải. Thì như các bạn đã biết thì cái điểm thuận lợi nhất của những cái dòng micro có dây đó chính là cái giá thành nó rẻ hơn nhiều so với những cái dòng micro không dây. Tuy nhiên cái độ linh động của những cái dòng micro có dây thì lại không bằng so với những dòng micro không dây. Tuy nhiên mỗi cái đều có những cái ưu điểm cũng như những cái khuyết điểm riêng. Thì ở cái video này mình chỉ nói đến cái việc so sánh về hai cái dòng micro có dây đang nằm trên bàn này thôi. Thì ở đây trên tay mình đó là hai chiếc micro chính của ngày hôm nay, đó là chiếc Sennheiser E838-2-SC cùng cái chiếc AAD SR10 nằm ở đây. Thì cảm giác khi cầm trên tay hai chiếc micro này thì mình cảm thấy là cái chiếc micro AAD có một sản phẩm SR10 này cầm đập tay hơn, nặng tay hơn một tí, cầm rất là vừa và đập tay. Thì cái kích cỡ của cái chiếc micro AAD SR10 này nó nhỏ hơn gì một tí xíu so với cái chiếc Sennheiser E838 hay là mã Galaxy đó. Thì về cái tông màu cũng khác biệt hoàn toàn đối với cái chiếc Sennheiser E838 hay là mã Galaxy thì nó có tông màu đen là chủ đạo đó. Còn đối với cái chiếc AAD SR10 này thì cái nó có màu xám xanh một tí cùng cái phần màu đen ở phần đầu sử dụng ở đây đó, khác hoàn toàn. Tuy nhiên thì khi mình cầm chiếc micro, hai chiếc micro này thì mình cảm thấy thích hơn nhiều so nghiêng về cái chiếc E838 Sennheiser đó, bởi vì mình cầm khá là vừa tay, có thể là tay mình to hay to một tí đó. Thì nếu mà tay bạn nhỏ muốn cầm vừa tay hơn thì bạn có thể chọn chiếc AAD SR10 này, bởi vì có thân hình của nó khá là gọn hơn so với cái chiếc Sennheiser 838 hay là 7 Galaxy này. Thì như các bạn đã thấy sự khác biệt tiếp theo ở đây thì cái chiếc Sennheiser E838 hay là 7 Galaxy này thì nó lại có những cái vòng chống lăn ở đây, cho nên khi việc để trên cái, những cái bàn như thế này thì cái nó hạn chế được cái việc lăn của chiếc micro. Còn đối với cái chiếc AAD SR10 này thì nó lại không có trang bị những cái vòng chống lăn như vậy, cho nên nó dễ lăn hơn. Việc lăn dễ làm thiết bị bị rớt và hư những cái thiết bị ở trong. Về cái phần bố trí công tắc cũng như là những cái chui thì nó cũng không có gì quá khác biệt, nó đều là những cái phần tắc tắc dạng trượt, ngoài ra còn không có thêm một cái gì cả. Tiếp theo đó là cái phần dây. Đây là cái phần dây để nối cái micro so với cho cái âm ly. Thì bên tay phải mình đó là cái phần dây của chiếc Sennheiser E838 hay là mã gạch SC, còn bên tay trái của mình đó là cái phần dây của cái chiếc AAD SR10. Thì cái có vẻ cái phần dây nối của cái chiếc Sennheiser chất lượng hơn nhiều so với cái chiếc AAD SR10 đó. Cái phần dây của Sennheiser thì nó được bọc bên ngoài bởi một cái lớp mũ khá là dày, trong khi cái phần dây của Sennheiser thì có vẻ cái lớp nhựa bọc bên ngoài mỏng hơn đó. Thì về cái chiều dài thì hai cái chiều dài của những cái dây nối này ngang nhau, nó tầm khoảng 5m đó. Tầm khoảng 5m thì với cái khoảng cách 5m thì bạn có thể vô tư sử dụng trong cái phòng karaoke của gia đình. Nếu mà những cái phòng karaoke lớn hơn thì cái việc sử dụng chiếc micro có dây trở nên khá là bất tiện, bởi vì cái nó không có độ linh động cao như cái chiếc micro không dây khác. Thì đây là chiếc hộp của Sennheiser E 838
hay là mãi gạch S. Còn đây là cái chiếc nạp của ADSR10 đó. Thì bạn có thể nhận thấy được sự khác biệt. Thì cái Sennheiser E838 hay là mã Galaxy này nó có sự chăm chút khá nhiều cho cái dòng sản phẩm của mình. Cái hộp khá là sang trọng ở đây. Đây, có cả bút đệm sản phẩm rồi hướng dẫn sử dụng này nọ. Trong khi cái phần mình không thích lắm cái phần hộp của cái chiếc ADSR10 này, nó khá là đơn giản và không có gì bắt mắt cả. Thì về giá của sản phẩm thì có thể là tùy vào cửa hàng đang kinh doanh. Thì cái chiếc Sennheiser E838 hay là mã Galaxy này có thể có giá nhỉnh hơn một tí, cũng như là cao hơn một tí. Tuy nhiên về cái chất lượng âm thanh khi sử dụng thì có lẽ cả hai chiếc micro có dây này đều thể hiện tốt. Bạn có thể xem cái phần review về chất lượng âm thanh khi mà sử dụng hai chiếc micro này ở phần một video trong cái playlist là test hướng dẫn test chức năng đó của sản phẩm trên kênh YouTube của VidaShop. Thì tùy vào cái sở thích của bạn cũng như là cái túi tiền của bạn mà bạn có thể chọn cái dòng sản phẩm thích hợp cho mình. Thì ở đây mình chỉ tiến hành so sánh nhẹ thôi giữa hai cái micro này để bạn có được những cái tổng quan hơn cũng như là có được cái sự lựa chọn thích hợp hơn cho cái nhu cầu của mình. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.